Xin chào quý vị và các bạn, thì trong chuyên mục xe đã qua sử dụng ngày hôm nay, tôi xin phép được mang đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe từ dòng xe hạng sang của hãng Toyota, đó chính là mẫu xe Toyota Camry, sản xuất năm 2016 và lắp ráp trong nước. Các bạn có thể biết được rằng thời điểm 2016 thì Camry có tới 3 phiên bản, bao gồm có 2.5Q, 2.5G và 2.0E, và đây là phiên bản 2.0E. Ở thiết kế diện mạo của nó, tức là về bề ngoài thì chúng ta thấy không có gì khác biệt cả. Tất cả khung gầm, rồi thiết kế, kích thước tổng thể bên ngoài bên trong thì đều giống nhau. Giống hết cả 3 phiên bản Camry đều giống nhau. Từ cái đèn pha này đến cụm đèn cốt, rồi đèn chiếu sáng ban ngày, cũng như đèn gầm, không có gì khác biệt. Kể cả mặt ca lăng, cũng như là tất cả những cái mẫu xe khác, mẫu xe này thì giống nhau hết. Các bạn có thể nhìn thấy khi mà chúng ta nhìn bên ngoài thì cũng có thể có sự khác biệt nho nhỏ. Ví dụ như đơn giản như cái mâm xe này. Cái mâm xe thì các bạn có thể thấy thì khi mà bản 2.5Q được thiết kế mâm xe 5 chấu, thì sang phiên bản 2.0E là thiết kế với cái mâm xe đa chấu các bạn nhé. Đa chấu. Đấy, và cái nữa là khi các bạn nhìn thấy thì đây chính là những cái công nghệ được trang bị trên dòng xe này. Toyota VVTi IVCAP, tức là một trong những công nghệ cũng khá là mới mẻ trên cái dòng xe Toyota. Nó là hệ thống điều phối van biến thiên thông minh mở rộng các bạn ạ. Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh mở rộng và có tới hai vòi phun trên một xi lanh các bạn nhé. Hai vòi phun trên một xi lanh. Nó khác với lại cái phiên bản 2.5Q thì chỉ có một vòi phun thôi và là vòi phun gián tiếp. Ở đây chỉ đây có cả vòi phun trực tiếp. Chúng ta sẽ đi một vòng để xem cái chất lượng xe như nào nhé. Thực tế mà nói thì dòng xe này thì cũng được chúng tôi cam kết về chất lượng, bao gồm có bao test hãng, rồi kiểm tra tất cả những cái xung quanh xe xem có bị tai nạn hay không. Chúng ta sẽ đi đến cái khu vực phía đằng sau đây. Khu vực phía đằng sau đây, các bạn có thể quan sát đây. Quan sát đây, những cái keo chỉ ở khu vực phía trên này. Keo chỉ khu vực phía trên này. Xe thì cũng đã được trang bị thêm khá nhiều những cái phụ kiện, ví dụ như là cái khay để hành lý bằng nhựa này. Chúng ta sẽ nhìn sâu hơn một chút ở cái lốp dự phòng nha các bạn nhé. Đây, cái lốp dự phòng đây còn khá mới, và điều quan trọng hơn nữa là các bạn phải quan tâm đến cái khoang lốp dự phòng. Đây, dưới khoang lốp dự phòng đây. Đấy, khoang lốp dự phòng vẫn còn rất là mới mẻ đúng không ạ, và chưa có dấu hiệu bị nhăn bị nhàu. Nếu trong trường hợp mà cái khoang lốp dự phòng là bị nhăn thì chúng ta tốt nhất là không nên mua các bạn nhé, không nên mua. Rồi, ok. Toàn bộ hệ thống đèn hậu thì được trang bị công nghệ đèn LED và vẫn còn rất là nguyên bản. Keo chỉ ở khu vực phía bên này thì sao? Đây, các bạn có thể quan sát đây. Hơi tối một chút các bạn ạ, hơi tối một chút vì xe đang ở showroom của chúng tôi. Thì nó sẽ khó quan sát hơn một chút. Các bạn có thể nhìn thấy dòng xe Toyota Camry thì rất nhiều các quý khách hàng cũng băn khoăn là không biết là cái tiêu hao nhiên liệu cụ thể thế nào. Thì tiêu hao nhiên liệu là 5,7 lít trên 100 km đường ngoài đô thị, đường kết hợp là 7,3 lít trên 100 km, và trong đô thị là 10,2 lít trên 100 km các bạn nhé. 10,2 lít trên 100 km. Xe này cũng được trang bị cái dán phim cách nhiệt chính hãng rồi các bạn ạ. Dán phim cách nhiệt chính hãng đây. Đấy, sàn gác các bạn nhé, sàn gác, dán phim cách nhiệt chính hãng. Chúng ta xem là cái phụ kiện thì có được trang bị thêm nhiều nữa không. Xe này được trang bị cái có đã được trang bị đầu DVD rồi các bạn ạ. Theo nguyên bản của nó thì các bạn chưa thấy, tức là nguyên bản của cái dòng xe Toyota Camry 2.0E này thì chưa được trang bị cái màn hình DVD, nhưng hiện tại đã được trang bị cái màn hình DVD 9 inch các bạn nhé, 9 inch cỡ lớn. Các bạn có thể nhìn thấy cái dòng xe này, ví dụ như là cái vô lăng lái thì gần như chưa có dấu hiệu bị mòn nhiều, đúng không ạ, chưa bị mòn tí nào cả, xe đi ít ạ. Rồi về cái phần bệ tỳ tay, tay cần số các bạn nhìn này, tay cần số vẫn còn rất là mới đúng không ạ. Chúng ta sẽ nhìn thêm cái ghế da thì được trang bị theo nguyên bản của xe và trang bị màu tông màu kem các bạn nhé. Tông màu kem mà ghế vẫn còn rất là căng, chưa có dấu hiệu bị nhàu. Bởi vì nếu trong trường hợp mà xe ghế da bị nhàu ấy thì nó sẽ phản ánh cái vấn đề là cái ghế da, tức là đã bị ngồi nhiều quá và xe này đi nhiều đúng không ạ. Tuy nhiên thì cả ghế đằng trước, cả ghế đằng sau thì đều vẫn còn rất là căng. Do vậy thì xe chưa có dấu hiệu bị đi nhiều các bạn nhé.
xe đã trang bị cái vè che mưa rồi. Đấy là những cái phụ kiện cần thiết. Vè che mưa, camera lùi, đầu DVD. Camera lùi, đầu DVD các bạn nhé. À, các bạn thân mến, thì cái điểm khác biệt nhất thì đến với cái động cơ của dòng xe Toyota Camry 2.0e. Cái động cơ này là được trang bị cái động cơ trên cái dòng xe Lexus NX 200T các bạn nhé. Rất giống với động cơ của trên dòng xe Lexus NX 200T. Và đây là động cơ Camry 2.0. Đấy, động cơ rất là mới. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là máy xanh này, VVT IVK các bạn nhá. Đấy, động cơ này thì nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là gì? Động cơ 2.0 bốn máy thẳng hàng và có 16 van cũng như là trục cam kép. Bên cạnh đó thì nó được trang bị cái có tới hai vòi phun trên một xi lanh. Có tới hai vòi phun trên một xi lanh, đó là một vòi phun gián tiếp và một vòi phun trực tiếp. Nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều và có công suất lớn hơn so với những cái phiên bản cùng cung cấp. Quý vị các bạn thân mến, thì đối với dòng xe này thì đang được chào bán mức giá loanh quanh tầm 800 triệu. Và giá thì vẫn có thể thương lượng được nếu như quý vị bạn đến trực tiếp tại showroom hoặc là gọi điện trực tiếp cho hotline của đường dây nóng. Hiện tại thì showroom vẫn đang có chính sách hỗ trợ trả góp khoảng tầm 70%. Và nếu như quý vị các bạn nào có nhu cầu mua xe trả góp thì chuẩn bị giúp chúng tôi khoảng tầm từ 300 đến 350 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Quý vị các bạn vừa trải nghiệm với dòng xe Toyota Camry 2.0e sản xuất năm 2016. Và nếu như quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của đường dây nóng của chúng tôi. Hãy like, đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và tìm được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.